Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Học Văn Sáng Tạo, và đây là một kênh chia sẻ kiến thức giúp các bạn học tốt ngôn ngữ văn hơn cùng với anh Chí Hướng. Và cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series của cái tác phẩm Đại Cáo Bình Ngô trong chương trình ngữ văn lớp 10. Và chủ đề chính ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích cái phần số 2, đó là Vạch Trần Tội Ác của Giặc Minh. Đúng không? Các bạn nhìn vào cái phần số 2 ở trong sách giáo khoa nhé. Và tức là với một cái lòng uất hận sôi trào, cho nên Nguyễn Trãi ông ấy đã viết nên một cái bản cáo trạng hùng hồn và đanh thép về tội ác của Giặc Minh. Và ở trong cái bản cáo trạng này thì Nguyễn Trãi ông ấy đã đi theo một cái trình tự rất là logic, từ vạch trần âm mưu xâm lược của kẻ thù đến lên án cái chủ trương cai trị thâm độc và tố cáo những hành động tàn bạo của Giang Minh. Thì ở trong cái phần này các bạn sẽ cần phân tích ba ý. Ý đầu tiên đó chính là vạch trần cái âm mưu xâm lược của Giặc Minh. Ý thứ hai đó chính là cái chủ trương cai trị thâm độc và những hành động tàn ác, tàn bạo. Và ý thứ ba chúng ta sẽ cần phải làm rõ đối lập với hình ảnh những người dân vô tội, đó chính là Giặc Minh, những kẻ đao phủ, những kẻ quỷ sống. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm rõ cái kiến thức đầu tiên, đó là vạch trần âm mưu xâm lược của kẻ thù, được thể hiện ở những câu thơ Nhân họ Hồ, chính sự phiền hà, để trong nước lòng dân oán hận, quân của Minh thừa cơ gây họa, bọn gian tà bán nước cầu vinh. Đúng không? Tức là những cái câu văn, những câu thơ này nói lên một cái hiện thực lịch sử, đó là ngày Hồ Quý Ly cướp ngôi của nhà Trần. Và Hồ Quý Ly đã lập nên nhà Trần, đổi nước ta thành nước Đại Ngô, xây thành nhà Hồ ở Thanh Hóa. Đây cũng là lúc mà Hồ Quý Ly nhận ra rằng Giặc Minh sẽ xâm lược nước ta. Bởi vì sao lại có điều này? Bởi vì là ngay sau khi mà vua nhà Trần bị cướp ngôi, thì cái điều đầu tiên mà hắn làm đó chính là chạy sang Trung Quốc để cầu cứu viện trợ. Và hắn kể lể một câu chuyện rằng là em đã bị thằng này đuổi ra khỏi nhà, và anh hãy giúp em lấy lại công bằng, đúng không? Và ngay sau đó thì Trung Quốc, Giặc Minh đã kéo quân sang nước ta. Chúng nó đã giương cao cái ngọn cờ là phù Trần diệt Hồ, ủng hộ vua cũ và phản đối vua mới. Nhưng thực chất đó chính là cái trò bịp bợm, một cái trò lừa dối dân đen, lừa dối những kẻ ngu phu, ngu phụ, mang danh học thức. Nhưng thực chất cái hành động của Giặc Minh đó chính là kéo quân sang nước ta nhằm cái âm mưu xâm chiếm nước ta và biến nước ta trở thành quận huyện của chúng. Đó, cho nên đấy chính là cái âm mưu xâm lược nham hiểm, một cái âm mưu xâm lược xảo quyệt của Giặc Minh. Và các bạn còn nhớ ở lớp 9 ấy, chúng ta vẫn còn được nhớ một cái tác phẩm là Hoàng Lê Nhất Thống Chí, đúng không? Cũng có một cái vị vua đó chính là Cõng Rắn Cắn Gà Nhà, một cái vị vua mà bán nước cầu vinh, đó chính là vị vua Lê Chiêu Thống. Tức là cầu cứu quân Thanh, và quân Thanh đã kéo quân vào Thăng Long, và có một cái trận chiến đó chính là trận chiến với vị vua Quang Trung ấy. Đó, thì ở đây chúng ta muốn làm nổi bật rõ cái âm mưu của Giặc Minh, đó là chúng nó giương cao cái ngọn cờ phù Trần diệt Hồ, nhưng thực chất đó chính là âm mưu xâm chiếm nước ta và biến nước ta trở thành quận huyện của chúng. Rồi, và ngay sau đó thì Nguyễn Trãi ông ấy đã lên án và tố cáo cái chủ trương cai trị của Giặc Minh. Ông ấy đã đi sâu vào lên án những cái chủ trương cai trị vô nhân đạo của Giặc Minh, được thể hiện ở những câu thơ tiếp theo. Và cái chủ trương cai trị đầu tiên của Giặc Minh đó chính là chúng hủy hoại cuộc sống con người bằng cách diệt chủng. Vùi con đỏ xuống dưới hầm Tai Vạ, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, rồi người bị ép xuống biển, dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng, kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu và nước độc. Ở đây chúng ta thể hiện lên hình ảnh của những người dân vô tội, đúng không? Giặc Minh đã tàn sát những người vô tội, tàn sát trẻ em, người già, phụ nữ. Rồi, tức có những người thì bị đẩy lên núi, có những người thì bị ép xuống biển, và cái chết thì luôn luôn chờ đợi họ ở phía trước, không còn đường sống, không còn đường lui. Và đọc cái Bình Ngô Đại Cáo
Chúng ta thấy hiện lên hình ảnh của những người dân vô tội trong cái hoàn cảnh bi đát đến cùng cực và không còn đường sống, không còn đường lui cho mình. Đó chính là cách mà giặc Minh chúng nó đã hủy diệt sự sống, hủy diệt con người, tàn sát những người dân vô tội của nước Đại Việt. Rồi cái chủ trương cai trị của chúng còn nữa, đó chính là chúng thực hiện những cái chính sách bóc lột rất nặng nề, đúng không? Nặng thuế khóa, sạch không đầm núi. Rồi chúng còn tàn phá nước ta bằng cái sự hủy hoại môi trường sống là sạch không đầm núi. Rồi tàn hại cả giống cỏ cây côn trùng. Đó. Thì đó là những cái chi tiết nói lên được cái chính sách cai trị thâm độc, nói lên những cái hành động tội ác đầy dã man của giặc Minh được thể hiện trong cái đoạn này. Và các em thấy rằng đối lập với hình ảnh của những người dân vô tội là hình ảnh của giặc Minh, đúng không? Những kẻ quỷ, những kẻ quỷ sứ được hiện lên qua những cái câu văn như là thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ, bấy no nê chưa chán. Chúng ta thấy rằng là giặc Minh ở đây ấy, chúng nó không chỉ tham vàng bạc châu báu, không chỉ tham chim trả hươu đen, mà chúng còn có cái tham của bọn quỷ sứ, của những bọn quỷ sống, đó chính là tham máu mỡ, bấy no nê chưa chán. Ở đây câu văn này nó chứa đầy được cái sự khinh bỉ, chứa đầy cái sự căm ghét đến cao độ mà Nguyễn Trãi viết về giặc Minh. Và chúng ta thấy rằng là cái âm mưu của chúng đó chính là đủ muôn nghìn kế, việc làm của chúng là dối trời lừa dân, và cái tội ác của chúng là bạn nhân nghĩa nát cả đất trời. Và để thể hiện được cái tội ác chồng chất của giặc Minh và cũng đồng thời thể hiện được cái sự căm hận chất chứa trong lòng nhân dân, thì Nguyễn Trãi đã kết thúc cái bản cáo trạng này bằng những câu văn đầy tính hình tượng. Đó là cái câu độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Ở đây các bạn sẽ thấy rằng là Nguyễn Trãi ông ấy đã dùng cái vô hạn là Trúc Nam Sơn để nói về cái vô hạn là tội ác của kẻ thù. Tức là cái tội ác nó nhiều đến cái mức mà không thể ghi được hết tội. Và ông ấy còn dùng cái vô cùng, đó là nước Đông Hải, để nói về cái vô cùng là cái sự nhơ bẩn của kẻ thù. Tức là cái sự nhơ bẩn của kẻ thù đến nhiều đến cái mức mà nước Đông Hải không thể rửa sạch được. Đó. Thì ở trong cái đoạn này chúng ta thấy rằng cái tội ác của giặc Minh ấy, đó là cái tội ác mà trời không dung và đất không tha, người người căm giận. Và đọc cái bản cáo trạng này chúng ta thấy rằng Nguyễn Trãi khi thì lúc uất hận trào sôi, khi thì nghẹn ngào tấm tức, khi thì muốn hét thật to và khi thì cảm thương tha thiết. Ở đây thì Nguyễn Trãi ông ấy đã đứng trên lập trường của nhân bản, đứng về quyền sống của những người dân vô tội để lên án và tố cáo của giặc Minh. Và đọc cái phần thứ hai này trong bản tuyên ngôn độc lập thì chúng ta có thể thấy đây chứa rất nhiều những yếu tố của một bản tuyên ngôn nhân quyền, và có thể nói là cái quyền sống của những người dân vô tội, cái hoàn cảnh bi đát đến cùng cực của những người dân vô tội, đó chính là cái nguồn cảm hứng dạt dào để Nguyễn Trãi viết nên một cái bản cáo trạng hùng hồn và đanh thép này. Đó. Thì đó chính là những cái ý mà các bạn sẽ cần phải phân tích được ở cái phần thứ hai, vạch trần tội ác của giặc Minh. Được nhá, có ba ý. Ý đầu tiên đó chính là vạch trần cái âm mưu xâm lược của kẻ thù. Ý thứ hai đó chính là lên án cái chủ trương cai trị thâm độc và tố cáo những hành động tội ác của giặc Minh. Và ý thứ ba đó chính là hình ảnh của giặc Minh hiện lên, đúng không? Tức là chúng nó giống như những cái bọn quỷ sống, như bầy quỷ sứ. Chúng nó không chỉ tham vàng bạc châu báu, không chỉ tham chim trả hươu đen, mà chúng nó còn tham cái tham của bọn quỷ sống là đứa nhe răng, thằng há miệng, máu mỡ, bấy no nê chưa đủ. Và cái tội ác của kẻ thù đến cái mức, nhiều đến cái mức mà Trúc Nam Sơn không thể ghi hết. Cái sự nhơ bẩn của kẻ thù nhiều đến cái mức mà nước Đông Hải không thể rửa sạch. Và đó là cái tội ác trời không dung, đất không tha, người người căm giận. Đó. Đó chính là toàn bộ những ý mà các bạn cần phải phân tích ở cái đoạn này. Ok, và cái video chia sẻ ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây.
Hẹn gặp lại các bạn vào những cái series tiếp theo nhé. Bye bye.